Sao bà? Yêu đứa nào cũng rủ nó về chơi. Yêu đứa nào cũng rủ về chơi ăn. Ba đứa liền. Bà thích rủ đứa nào? Đen nói chuyện gì? Đưa cả ba đứa về nhá. Ba đứa nó đánh nhau à? Rồi ai đứa đâu. Bà thích đứa như nào? Trong thấy đâu mà đây nó nào. Thích đứa nó như thế nào? Xinh hay là xấu? Đẹp còn người cả nét thì giờ thì Đẹp là người cả nết á? Bà tham thế. thế thế ai thì không thế. Xinh cho bà là ngoài nhà. Bà nhỉ? Chỉ cần đứa xinh như bà thôi nhỉ? Tuần sau đưa về nhá. Tuần sau đưa ba đứa về nhá. Có một đứa đường gì ba. Mỗi đứa một ngày. Nó đi cùng nhau nó đi. Ai mà yêu cả ba lên là nhau chết rồi. Một đứa này, mỗi đứa một ngày. Tam. Tham à? Mỗi đứa một ngày. Không. Sao? Ngày xưa các ông còn mấy vợ ở đây? Có ông khác. Ông Dung thì có một vợ nè. Thế phải theo ông mình à? Thế thôi. Ông này hay không? Xem clip hay không? Quay nhiều nhiều và xem nữa mình đó. Ở nhà buồn thì xem. Ngồi xem clip xong là cười một mình.